Em Trang ơi, chị đang tìm một loại sữa rửa mặt ưng ý. Sữa rửa mặt chị đang dùng khô da quá. Có loại nào tốt không? Trời ơi, em chúc mừng chị đã tìm được đúng loại sữa rửa mặt là chân ái cho làn da của mình. Sữa rửa mặt bên em thì nó nổi trội với cái độ pH là 5.5, phù hợp với độ pH trên làn da. Nó không gây khô da, căng tức hay là khó chịu cho làn da. Đấy, chị nhìn cái bảng thành phần này thì ôi, nó mê làm sao. Em nó được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, rất là nổi trội, như là tinh chất lô hội hỗ trợ làm mềm da, hỗ trợ làm giảm kích ứng da. Đấy, tinh chất trà xanh hỗ trợ làm sạch sâu từ bên trong và kháng khuẩn cho làn da. Tinh chất dưa leo hỗ trợ quá trình giúp da trắng sáng mịn màng. Cúc La Mã sẽ giúp hỗ trợ làm mềm da, hỗ trợ cái việc ngăn chặn vi khuẩn gây nên mụn trên làn da của chị. Glycerin hỗ trợ việc duy trì độ ẩm trên làn da. Và chỉ cần rửa sữa rửa mặt này xong, soi gương thì lại muốn rửa tiếp thôi. Nhưng chúng ta chỉ rửa 2 lần một ngày nhá, đã quá xinh, quá ok rồi các chị em ạ. Và còn chần chờ gì nữa, hãy kích vào bên dưới để chúng ta mua ngay để sở hữu kit sữa rửa mặt xịn sò. Chỉ với giá 250.000 mà chúng ta dùng hẳn từ 5 đến 6 tháng nào.